Xin chào các bạn, mình là Tuyên, mình là kỹ thuật PDA. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bắn ti và treo loa full karaoke. Thì đây là đầu tiên là mình sử dụng loa full này là loa 2,5 tấc, là loa CVF LF710. Và tiếp theo là mình máy khoan sẽ có 3 chế độ là khoan tháo lắp vít, khoan đục và khoan bê tông tường. Và thứ 3 là đục tường hoặc là đục bê tông. Và tiếp theo mình đây là cái mũi khoan 12. Mình có ngoài thị trường nó sẽ bán hai mũi dài và mũi ngắn, tùy theo bạn mua có loại tốt hay thường. Và tiếp theo nó sẽ là có cùm loa, và những dòng loa này loa full thì nó sẽ bắt buộc phải xài cùm loa nha các bạn. Và tiếp theo sẽ là một cây ti 10, ti sắt 10. Các bạn nên mua lại cây ti màu đen, tại vì màu đen nó sẽ cái độ chất lượng nó cao hơn là màu trắng, và cái đường ray khi mình va chạm gì nó sẽ không bị ảnh hưởng. Tiếp theo mình sẽ có một cây khóa 17, một đạn ti 10, ti bắn 10 nha, và một kìm chết, ba con ốc khóa 17, một cái khóa lục giác 5, một cái búa và một cái thước, và cuối cùng là một bộ giá treo loa full. VDA chuyên gia âm thanh karaoke, VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn giá treo ti. Thì đầu tiên mình sẽ dùng một tán lông đền, và đây là nó có điểm trên dưới. Cái trên đây là mình chỉnh theo cái hướng độ nghiêng của loa đó, rất là có nhiều lỗ ha. Ở dưới là nó giữ cố định cái cây sắt, và bên đây mình cũng gắn vậy luôn, ốc lại. Trên đây đối với trường hợp mà mình bắn cây ti dài khoảng trên tầm 50 đến 60 cm thì tốt nhất các bạn nên để ở cái lỗ thứ ba nha. Thì lúc đó cây ti, khi mà ti nó nghiêng á, cây sắt nó nghiêng á, tại vì cái loa nó hơi nặng nên nó nghiêng xuống, thì lúc này thứ ba là cái độ nó nghiêng khoảng 15 độ xuống mặt, xuống gương mặt. Thì lúc đó âm thanh đánh rất là ok. Tùy theo không gian mình sẽ chỉnh cái góc độ nghiêng của loa nó khác nhau. Ở đây mình có thể sử dụng thêm một cái khóa mượn và một cái khung bắn để làm cho nhanh. Thì là xong. Thì qua đây mình sẽ dùng một khóa 5, lục giác 5 để mở. Bạn canh ở giữa trọng tâm 2 điểm nhé. Để khi mình khi treo lên thì cái loa nó sẽ được cân bằng hơn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đo ti từ tường ra và từ cái hướng mặt loa đi ra. Thì nếu mà hướng mặt loa mình đi ra thì thường Tuyên sẽ đo là từ hướng mặt trong nhé, thì ra khoảng là 50. Nếu mà đối với những cái tường thạch cao hay là những cái tường mà cách âm thì mình trừ ra là khoảng 70 nếu mình phải đi trước. Đó là khoảng 70, còn như đây là chỉ là tôi chỉ ốp muốn tự âm thôi nên ra đây khoảng đây là 50 lên đây. Và từ trong tường bên phải mé của loa đi ra, Tuyên sẽ ra là khoảng là 40. Tiếp theo là mũi khoan, thì Tuyên sẽ chuẩn bị trước rồi. Thì mũi khoan đây thường á, cái cây ti đầu đạn của nó chỉ khoảng tầm 3-5 cm, thì Tuyên phải chừa đến khoảng tầm 8 cm, tại vì khi lúc đó mình treo mình sẽ cái độ an toàn hơn và độ bám nó sẽ chắc hơn. Và lúc này bạn phải chuyển qua chế độ là vừa khoan vừa đục tường nhé.
là một cái cây ti thì đã vặn sẵn dưới cái đầu. Khi bạn vặn á, thì bạn vặn tới một cái điểm vặn vừa thôi, thật theo cảm giác tay. Vặn tới điểm cứng, ngưng. Và bạn chừa một con ốc 17 để đây. Tiếp theo bạn chọc đây và bạn dùng búa đóng thật mạnh, cho nó lên maximum nó luôn. Xích ốc này lên, thở thôi. Lúc này mình cầm khóa, cầm kim chết bẻ, bóp vô một khúc của thanh sắt chắc và vặn, để lúc này cái cây, cái đầu đạn nó sẽ nở ra và để nó trục chắc trên tường. Các bạn vặn siết trên đây lại và dùng khóa 17 siết chắc lại để làm cái điểm, làm cho cái điểm nó không có bị di chuyển nữa khi lúc âm thanh nó đánh vào. Sau đây Tiên sẽ hướng dẫn các bạn gắn cùm loa, đấu cùm loa nhé. Thì sau mặt cùm loa này nó sẽ có một cộng một trừ, hai cộng hai trừ. Thì mình muốn đấu thì mình sẽ đấu vào một cộng một trừ. Thì là tương ứng với dây vàng, một trừ thì tương ứng với dây màu trắng. Ở trên đây nó sẽ có cái đường ranh, các bạn để ý là gắn cho đúng đường ranh thì nó sẽ siết cái dây ra rất là chắc và mình giữ được, sau này mình tháo lắp rất là dễ dàng. Điểm trên đây là điểm để khi mình gắn vào cùm loa, mình khi mình tháo ra mình sẽ kéo lùi lại và mình bật một vòng thì loa nó sẽ ra. Rồi. Trên đây là Tiên sẽ gắn cái ngõ, gắn loa lên ti, hạ một mức độ vừa phải nha, nghiêng cái loa qua một bên và siết ốc này lại. Ở trên mình siết lại là sẽ giữ được cái độ chắc loa. Nếu muốn an toàn bạn có thể quay một vòng từ trái sang phải để nó có thể nó siết được cái ti trên luôn nha. Mặt sau nó sẽ có hai ngõ. Luôn luôn mình gắn mình hướng bên phải. Quay lại. Xong rồi đó. Chúc các bạn thành công. Subscribe VDA, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt.